Wath Kokh Pagoda trong trong Bati nghe trong thọt mà nhà ta cao một kiếp chúng ta đi bằng hai như là một kia chỉ đâu tới ăn tiền lan chi kia đấy như là bà đồng bọn một tô à không tụi play lan với bà nhoa là ta tại khi làm mỏ ສັນນະນະສະບະປະດຽນະພິເວນະໂດຍອານຸພິບໃນພະພຸດທະມັດດາຂອງພະອັງສັບທະວັມຽນະພິເວນະໂດຍອານຸພິບໃນພະພຸດທະບົນສະວະສັງຍະນະພິເວນະໂດຍອານຸພິບໃນພະສັນທະບົນສະດຽວເຊົາໄດ້ບໍ່ວ່າໄດ້ສຸສຕັ້ງຫຼາຍໂຕມີສາພາ
ចឹងសង្ឃឹមថាគ
quạt nâng cứ còn những miền chân ai thà du tiết tiết mà ai to nhiều lúc đó mà sạt tập quạt chẳng nhà nó ọc nè khỏi khỏi nên là tàn bị chôn về chẳng thì chỉ tu tấu nè là hà sắp bọc sắp mà phay sam sắp nam của miền này là sai nè là mền ruột chia chia thì thế là sai tại quạt cũng là trả cho vậy chẳng á chẳng quạt chặt chặt thì muốn quạt là du về chỗ này du về để chặt chặt đi về chúng quạt chật rồi vậy chật rồi nha mày đã ok chắc những ngày nay nhung còn là bà hai chỉ cam phê bọn nhung còn năng chế nói như là học gì mới hay quạt mua thả trung út bà trung út quạt kia tay phù mai thì mà bà hay ta ta bà trung út trung sâm này trung âm này chẳng quạt mền một trung út đây còn một trung âm hay quạt ta quạt mà lấy nhóm ruột gì nó lấy muốn âm thử sâu quá à. Là con ta nhóm nó đặt sâu quá sốc nó còn đi chạy như vai và tàng một nhóm tu cho tàng nhóm tu cho nó phải có sợi con trâu dưới lấy lưỡi cảm chú nào ta mau nàng ai ta đang thay chui tha sai con trâu ở và được đây sọc ọc đi mà kèm nghĩa chữ cái chữ chẳng không bà hãy cùng nhẹ nhõm lên lô mùi trâu ấy trâu sọc bài tới này chui tha xa đâu chẳng ba nó chẳng